Dịp Tết Nguyên Đán giáp thình 2024, Bình Dương sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc mừng Đảng, mừng xuân. Bình Dương sẽ tổ chức lễ Tuyên dương công dân tiêu biểu năm 2023 và đêm hội giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 9 tháng 2, tức đêm giao thừa tại sân khấu ngoài trời công viên trung tâm hành chính tỉnh. Sau lễ Tuyên dương đến 24 giờ ngày 9 tháng 2, đêm giao thừa sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 và bắn pháo hoa nghệ thuật chào năm mới Giáp Thìn 2024. Chương trình văn nghệ chào mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ tổ chức trong 4 đêm từ 20 giờ đến 22 giờ từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 2 nhằm ngày mùng 1 đến mùng 4 Tết tại sân khấu ngoài trời Công viên Trung tâm Hành chính tỉnh. Đường hoa chào mừng năm mới, hội hoa xuân, hội báo xuân, du xuân 2024, trưng bày triển lãm chuyên đề đảng với mùa xuân, trưng bày triển lãm tác phẩm mỹ thuật văn hóa sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 2, khai mạc dự kiến vào lúc 18 giờ ngày 8 tháng 2 nhằm ngày 29 tháng 12 âm lịch.